Ok em, hôm nay em hướng dẫn anh chị kiếm đồng có biết nha anh chị. Sau khi anh chị click cái phần link mô tả của em, anh chị đăng ký vào một cái Gmail, xác nhận mật khẩu và xác nhận mật khẩu nha anh chị. Rồi anh chị vô cái phần hộp thư spam á, anh chị nó có gửi về cho anh chị tin nhắn. Anh chị bấm vào cái mục verify đầu tiên anh chị, nó gửi tới hai cái mục đăng. Anh chị bấm vào mục verify đầu tiên rồi anh chị login vào, nhập captcha là login vào. Sau khi vào giao diện như gì nên anh chị, em hướng dẫn anh chị là anh chị nhận được 100.000 đồng CNB, là cái đồng coi biết anh chị, là tương đương với 100 đô. Sau khi anh chị KIC được 100 đồng coi biết nữa là anh chị được 200 đồng coi biết anh chị, là tương đương anh chị được 200 đô, với điều kiện anh chị phải KIC anh chị. Sau khi anh chị click vô cái phần này nè, để em giao diện qua tiếng Anh anh chị, qua này tiếng Việt em khó quá hiểu quá. Rồi anh chị qua một tài khoản là cái mục account anh chị. Rồi anh chị click vào. Anh chị chờ em chút nha. Quy trình xác thực. Coinbit up. Cái sàn này là cái sàn chay chứ không có gì cho anh chị. Cái sàn chay để mình mua bán, để mình trao đổi ETH, BTC anh chị, hoặc mình mua bán anh chị. Rồi anh chị KIC đầu tiên là anh chị ghi tên không giống anh chị, viết qua tên điểm họ này, gender là anh chị bấm vào trai nam thì anh chị bấm nam, nữ thì bấm nữ, nam thì male, nữ thì female. Rồi anh chị nhập tháng ngày năm anh chị. Rồi anh chị sống quốc gia nào thì ghi vô. Rồi thành phố, địa chỉ đường, anh chị sống đâu ghi vô. Nhà ở thì dưới số nhà là mình ghi số nha anh chị. Như số nhà anh chị, số máy thì ghi vô. Rồi mã zip code là cái mã vô điện, bưu điện anh chị. Anh chị lên Google dịch đó, anh chị gõ mã zip code của anh chị sống ở đâu đó. Rồi sau khi nó qua một cái phần thứ hai, rồi anh chị xong cái anh chị bấm chữ gỡ anh chị. Rồi nó qua cho anh chị phần thứ hai. Đây em rồi anh chị chọn một cái hộ chiếu trang có ảnh anh chị, một cái hộ chiếu. Rồi giấy chứng minh nhân dân anh chị qua bên cái file tạch của mình anh chị, chụp cho giúp em hai tấm mặt trước và mặt sau anh chị. Rồi giấy phép lái xe, vì đây cái sàn chay này nó bảo mật lắm anh chị. Cái này là mình KIC để có quyền lợi của mình anh chị. Rồi giấy phép lái xe hai mặt trước sau. Rồi anh chị cầm một tờ giấy ghi chữ Coinbit, rồi sinh ngày tháng năm sinh, rồi chỉ cầm giấy chứng minh nhân dân anh chị. Rồi anh chị ấy bấm nút gỡ là KIC. Sau khi anh chị KIC thành công là cái chỗ này là nó làm một màu xanh anh chị, là anh chị xác minh thành công đó. Rồi em đem qua chương trình giới thiệu anh chị, anh cho cái anh chị giới thiệu nè. Tiền thưởng là 100.000 CNB, là tương đương với 100 đô anh chị. Bạn được thể nhận được tiền thưởng là mát, là cái đồng mát này là CNB là 1.750 đồng CNB nha anh chị, với điều kiện anh chị giới thiệu một người nha anh chị. Anh chị giới thiệu được người là khoảng là kiếm được 100.000, là tương đương với anh chị giới thiệu người là KIC thành công là anh chị kiếm được khoảng là 100 đô nha anh chị, 100 đô đến 200 đô. Các khóa app, cái app này nó ra một sự, cái sàn này ra sự kiện gì đâu mà quá tợ khuyến mãi anh chị. Này là giao dịch, này trao đổi giao dịch, là đồng CN token nè anh chị. Video sau em sẽ làm cái video cho anh chị đổi cái đồng CNB này về Bitcoin hoặc là PayPal anh chị, là đồng CNB đổi về BTC, ETH nè anh chị, đổi về USD nữa anh chị. Video sau em sẽ hướng dẫn anh chị. Này em chưa có KIC thành công nên em hôm gà em bận quá, nhưng mà em KIC phải thành công thôi. Rồi lệnh này là rút tiền, lịch sử, edit tài khoản anh chị. Sau khi anh chị click vào phần link anh chị bấm vào, có ở đây có hai phần giới thiệu anh chị bấm vào một chương trình giới thiệu anh chị. Anh chị copy cái mã cái này nè anh chị, rồi anh chị đi chia sẻ cho bạn bè anh chị.
Rồi, hoặc là anh chị vô cái phần gì đâu ta mất tiêu rồi ta. À, cái phần CNB nè anh chị. CNB anh chị cũng copy cái link này nè anh chị. Đâu rồi ta, sếp mình gặp đâu rồi ta. Rồi. Tổng số tiền chú cần. Rồi, vậy video của em đến đây cũng đã nhận OJ trả cao hơn cho giới thiệu bằng cách giữ một khoản tiền gỡ tối thiểu trên số nhận OJ trả cao hơn giới thiệu bằng cách giữ khoản tiền gỡ tối thiểu trên số dư trong tiền xu CNB. Cái này rất dễ anh chị. Anh chị cứ chơi đi. Video sau em sẽ hướng dẫn anh chị chi tiết hơn. Vì em đây chưa có KIC được nên em chưa có rút tiền. Nhưng mà đây giờ đây là một cái sàn giao dịch là không có sao hết anh chị. Vì đây máy cài nó cài quá nên em không có ổn quá, em làm video không có được. Vậy xin chúc anh chị KIC thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên một con trên một cái sàn Coinbit nè anh chị. Chào tất cả, tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị gặp lại video tiếp theo của em.